sáng ngày 21 tháng 4, tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã diễn ra cuộc họp và rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các trận đấu của bảng đấu có đội tuyển Việt Nam và một trận đấu bán kết trong khuôn khổ bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra trên sân vận động Việt Trì. Tới dự và chủ trì cuộc họp về phía ban tổ chức địa phương có ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, trưởng ban tổ chức địa phương. Về phía lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban tổ chức SEA Games có ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31. Cùng dự có ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các bộ phận chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Về phía địa phương có sự tham dự của đầy đủ đại diện lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, các sở ban ngành tham gia vào công tác tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Phú Thọ. Tại cuộc họp thay mặt ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Lê Văn Thành đề nghị các thành viên ban tổ chức địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với ban tổ chức trung ương để sớm hoàn thiện các hạng mục về chuẩn bị cho các trận đấu. Ông Lê Văn Thành nhấn mạnh, bảng đấu tại Phú Thọ có sự góp mặt của đội tuyển U23 Việt Nam nên thu hút sự quan tâm rất lớn của giới truyền thông, báo chí và đông đảo người hâm mộ. Do vậy, công tác tổ chức cần phải được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng về mọi mặt, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an toàn và công tác y tế dịch tễ. Trên cơ sở báo cáo các bộ phận trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị sự kiện quan trọng này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ông Hồ Đại Dũng khẳng định cho đến thời điểm hiện tại, về cơ bản tất cả các hạng mục phục vụ cho công tác tổ chức tại Phú Thọ đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Kế hoạch đón tiếp các đại biểu, các đội, lực lượng giám sát trọng tài, các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện, phương án phát hành vé đều đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Ông Hồ Đại Dũng tin tưởng với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, công tác tổ chức các trận đấu môn bóng đá nam tại Phú Thọ sẽ diễn ra thành công về mọi mặt. Được biết, để đáp ứng điều kiện tổ chức các trận đấu thi đấu bóng đá nam SEA Games 31 theo tiêu chuẩn quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đầu tư hơn 44 tỷ để sửa chữa, nâng cấp mặt sân thi đấu, hệ thống sân tập phục vụ các khu vực chức năng như trung tâm báo chí, phòng làm việc của ban tổ chức, phòng giám sát an ninh, phòng thử doping, phòng giám sát trọng tài, giám sát trận đấu đều được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị theo yêu cầu của ban tổ chức. Bên cạnh đó, ban tổ chức tỉnh Phú Thọ đã tiến hành tuyển chọn lực lượng tình nguyện viên là sinh viên học tập tại khoa ngoại ngữ trường Đại học Hùng Vương tham dự phục vụ SEA Games 31. Đây là những đội ngũ tình nguyện viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt hoặc các ngôn ngữ ở khu vực Đông Nam Á. Nhằm đáp ứng yêu cầu của đại hội, các tình nguyện viên sẽ tập huấn kỹ năng trang bị thông tin về SEA Games, sau đó được sắp xếp phân công, bố trí vị trí, công việc hỗ trợ công tác điều hành của ban tổ chức. Môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ khởi tranh từ ngày 6 đến 21 tháng 5 trong bảng đấu của đội tuyển Việt Nam và một trận đấu bán kết sẽ được tổ chức trên sân Việt Trì. Ngoài sân thi đấu chính thức, ban tổ chức đã chuẩn bị hai sân tập cho các đội tại khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh, sân vận động Tổng công ty Giấy Việt Nam và một sân dự phòng là sân vận động huyện Tam Nông.